Giá Honda Lead tháng 4 2018 tại các đại lý Honda. Honda Lead 2018 có chiều dài và chiều cao nhỉnh hơn Lead 2017. Ngoài ra, khối lượng của Honda Lead 2018 nhẹ hơn 1 kg so với Lead 2017. Honda Lead 2018 giữ nguyên kiểu dáng thiết kế, mang lại sự tiện lợi trong quá trình sử dụng của chị em phụ nữ. Điểm mới quan trọng nhất trên phiên bản Lead 2018 cao cấp là có trang bị hệ thống khóa MK. Đây là mẫu xe tay ga thứ tư của Honda được trang bị khóa thông minh MK sau SH, BCX, SH Mod. Tuy nhiên, thiết kế khóa và cách sử dụng của xe có đôi chút khác biệt và không thực sự tiện lợi như các mẫu xe trước. Honda Lead 2018 có công suất cùng mô men xoắn cực đại thấp hơn phiên bản Lead 2017. Tuy nhiên, công suất Lead 2018 thấp hơn phiên bản cũ nhưng bù lại tiết kiệm nhiên liệu hơn 2,4% so với phiên bản cũ, theo tính toán của Honda Việt Nam. Bảng giá Lead tháng 4 2018, Honda Lead 2018 MK tiêu chuẩn, giá niêm yết là 37 triệu 500 nghìn đồng, giá đại lý là 39 triệu 800 nghìn đồng, chênh lệch 2 triệu 300 nghìn đồng. Honda Lead 2018 MK cao cấp, giá niêm yết là 39 triệu 300 nghìn đồng, giá đại lý là 41 triệu 500 nghìn đồng, chênh lệch 2 triệu 200 nghìn đồng. Những điểm mới trên xe Lead 2018, Honda Lead 2018 có kiểu dáng thiết kế tinh chỉnh lại, thon gọn và ôm sát người lái hơn. Hai bên thân xe có các đường G. Mặt nạ trước cũng được làm mới với biểu tượng chữ V vuốt nhọn. Cụm đèn, định vị LED có thêm tấm ốp. Ngoài ra còn có những sự nâng cấp ở mặt đồng hồ. Logo 3D với phông chữ mới. Trọng lượng xe giảm chỉ còn 112 kg. Thay đổi đáng chú ý trên Honda Lead 2018 là các tiện ích được trang bị trên xe. Lần đầu tiên, mẫu khóa tơ cho nữ Lead 125 tích hợp chìa khóa thông minh MK thay vì chìa khóa truyền thống. Thiết bị này đã được Honda ứng dụng trên dòng SH 125i, 150i, SH Mod và BCX 125. Tay ga và các nút điều khiển bên phải bao gồm nút công tắc đèn, bật tắt iStop, ngách động cơ tạm thời. Dựa trên hình ảnh về sự di chuyển hàng ngày quen thuộc của người dân thành thị, phiên bản mới Honda Lead 2018 125cc vẫn được thiết kế với phong cách thanh lịch, nhưng nay đã được thay đổi nhiều chi tiết và đường nét hơn để nổi bật vẻ hiện đại và tạo sự khác biệt. Các thông số trên mặt đồng hồ nay được sắp xếp lại hợp lý và dễ nhìn hơn. Hộp đựng đồ phía trước tăng dung tích lớn hơn và có lẫy đóng mở, cùng móc treo cỡ lớn có thể gấp gọn ở giữa thân xe. Cúp đựng đồ dưới yên vẫn là điểm mạnh được người dùng nữ yêu thích ở Lead 2018. Phiên bản mới cũng có cốp xe dung tích 37 lít cho phép chứa hai mũ bảo hiểm cả đầu, cỡ lớn và nhiều vật dụng cá nhân khác. Những tính năng nổi bật trên Honda Lead 2018 bao gồm kiểu dáng thiết kế mới với biểu tượng chữ V nổi bật phía trước xe, nay được tạo hình vuốt nhọn sắc sảo hơn các cụm đèn định vị LED mới và tấm ốp cao cấp. Đèn hậu trên xe Lead 2018 được thiết kế lại dưới dạng đèn LED, trông sang trọng và bắt mắt hơn. Honda Lead 2018 vẫn sử dụng động cơ EFP PCM FE 125 phân khối cho công suất 7,9 kW tại 7.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 11,4 Nm tại 5.500 vòng trên phút, làm mát bằng dung dịch. EFP động cơ thông minh thế hệ mới được giới thiệu lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2012, đánh dấu bước tiến lớn của Honda trong việc không ngừng cải tiến và tối ưu hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Logo 3D trên xe Lead 2018 được tạo hình cách điệu với phông chữ mới, toát lên vẻ tinh tế, thu hút cho người đối diện khi di chuyển trên phố. Trên phiên bản Lead mới này, Honda Việt Nam lần đầu tiên trang bị cho phiên bản cao cấp hệ thống khóa thông minh MK hiện đại, mang lại tiện ích cao hơn cho người dùng so với khóa thông thường. Honda Lead 125 phiên bản mới sẽ chính thức ra mắt vào tháng 8 tới. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy nhớ like, chia sẻ hoặc đăng ký kênh để có những thông tin mới nhất. Bye.